cái loại này có tên là Sub Innova. Sub Innova này được nhập khẩu từ Indonesia nha anh em, được nhập khẩu nguyên cây ha, nguyên cây từ Indonesia. Và thiết kế cơ cấu sử dụng ra làm sao thì em sẽ giới thiệu luôn cho anh em được biết rõ hơn. Cơ cấu của nó được thiết kế bằng nhựa ABS ha, cái loại nhựa ABS chống va đập cực kỳ tốt, chống va đập cực kỳ tốt. Cơ cấu với loại này là bơm hơi tích hợp tùy chỉnh được. Thì bơm hơi tích hợp tùy chỉnh được nó như thế nào thì em sẽ nói luôn cho anh em rõ. Tức là trong đây nó sẽ dùng một cái buồng hơi, một cái buồng hơi nhỏ ha, để nó tích hợp cái lực bơm của chúng ta có thể tùy chỉnh 9 kg nè, 12 kg nè, và thậm chí 16 kg, tùy theo cái mục tiêu xa gần của chúng ta mà chúng ta chơi, và chúng ta bơm cái lực hơi vừa phải vào đây à. Thì cái loại này á, tầm chính xác của nó là từ 40 đến 50 mét ha, 40 đến 50 mét. Nòng ở đây á, là được thiết kế một cái nòng thép rất là bền, nòng thép rất là bền nha anh em, nòng thép nha, anh em nhớ rõ nha, nòng thép. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn quy cách bơm như thế nào và chơi làm sao cho anh em rõ hơn một tí. Khi lại này bơm, em sẽ có một cái cần gạt ha, chúng ta sẽ kéo ra. À, kéo ra, em cái xịt đập bơm vào, ha, gạt lại để mà kéo ra.